Dạ cảm ơn bác ạ. Câu 5. Bác thường nói 100 người chỉ có 5 người về Phật giới, có nghĩa là chỉ 5% được về Phật giới, có phải đây là thỏa thuận giữa Phật và ban bệ thần thánh tiên khi vào trái đất thành lập đạo không ạ? Và số phần trăm làm hoa báo, số phần trăm xuống địa ngục, số phần trăm xuống hầm lửa lớn vân vân, đều đã được thỏa thuận như vậy rồi có đúng không ạ? Cái này không phải đây là cái nguyên tắc thôi. Bởi vì con người ta muốn theo cái thiền tông này nè Là người ta phải có cái tần số 9 trên 10 vuông Hoặc 10 trên 10 ta mới vô được Còn mà 8 trên 10, 7 trên 10 vô đây là hoàn toàn phản cái thiền tông này hết Nha? Có nhiều người vô họ, họ phá Họ, họ lợi dụng họ vô Họ truyền thiền chứ sự thật họ vô để họ phá cái này, nè Hoặc là họ muốn giúp được cái thiền tông này sự thật Mục đích của họ là vô họ muốn phá chứ không phải là ở đâu vì thế mà ông Phật ông nói là 5% là cũng tốt rồi. Vì thế mà đã truyền thiền rồi là có người đó đã kêu bằng gạn lọc rồi đó. Nhưng mà còn có như vậy thôi. Còn hút số người bên ngoài chưa truyền thiền thì thôi. 100, 100 người đó là 99 người chửi luôn á. Thành ra cái, cái thiền tông này nó cực kỳ khó chỗ đó đó. Rồi con hỏi tiếp đi.